nhằm giới thiệu tới đông đảo công chúng đặc biệt là thế hệ trẻ về quá trình ra đời, xây dựng chiến đấu và những mốc son tiêu biểu của bộ đội Trường Sơn. Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ký ức Trường Sơn. Trước khi khai mạc triển lãm, các đại biểu đã dân hương tưởng nhớ tới 20.000 anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn lịch sử, con đường mà cả thế giới phải ngỡ ngàng như một trận đồ bát quái xuyên rừng rậm, là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam. Triển lãm gồm hơn 500 tài liệu hiện vật gốc, tái hiện một thời sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước của hàng vạn chiến sĩ thanh niên xung phong với tuổi đời còn rất trẻ. Cũng chính trong mưa bão bom đạn, giữa muôn vàng khó khăn khắc nghiệt, những chiến sĩ Trường Sơn vẫn rất lạc quan, hòa chung một nhịp đập trái tim, mỗi người lính là một mạch máu nhỏ làm nên sức sống mãnh liệt cho con đường huyền thoại.